Xin chào quý anh chị. Hôm nay salon Luxury Car Hải Dương rất là may mắn vừa mua được một chiếc Toyota Vios số sàn phiên bản 1.5e. Bản 1.5e là phiên bản đủ. Chiếc xe này sản xuất năm 2017 của một anh công chức sử dụng. Và tình trạng chiếc xe này thì mới được tròn 6 vạn km. Chủ xe cũng vừa mới thay dầu và lịch nhắc thay dầu lần kế tiếp là 6 vạn rưỡi km, tức là 65.000 km. Thì hiện tại chiếc xe này đang được chào bán bên em là 388 triệu. Mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ vào số 0978607555 hoặc số 0941337888. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ của Salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Phải nói là một chiếc xe số sàn đời 2017 mà đẹp xuất sắc như này thì không phải là dễ kiếm. $388 triệu, tiền nào của nấy. Xe hoàn toàn không kinh doanh taxi dịch vụ. Đây, có xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Đó, nhìn từ cái chi tiết nhỏ như cái nhựa xi nhan này nó vẫn còn trong như này. Mà đây là độ bóng của mâm la răng. Nguyên bản đấy, nguyên bản từ đầu. Mâm nhũ nguyên bản từ đầu. Rồi, đèn pha. Đèn pha rất là trong. Và đây là đèn gầm. Tất cả những chiếc xe đi ít và giữ gìn thì bao giờ cái đèn gầm này nó rất là trong. Còn xe mà đi nhiều hoặc là không giữ thì cái đèn gầm này nó hay bị ố vàng. Đó. Em quay kỹ chi tiết của chiếc xe này cho anh chị xem. Đó, từ các cái đường viền mạ chrome này, rồi logo này. Ồ, gần như mới tinh. Đăng kiểm đến tháng 8 2023. Đó, tất cả các tapi rồi taplo còn rất mới. Đó. Chiếc xe này đã được lên bộ ghế da. Và đây là vô lăng của chiếc xe này. Vô lăng chiếc xe. Có màn hình theo xe, cam lùi. Các nút điều chỉnh điều hòa. Rồi các chế độ gió này. Ồ, còn rất mới này. Củ số đây. Củ số nguyên bản theo xe. Logo. Anh ơi, hộ em cái biển nhé, có ngày mai kiếm ra, nếu mà được thì điện em nhé. Hàng ghế thứ hai. Và chủ xe rất cẩn thận, đã đóng trần 3D phối đúng màu như là màu của nội thất chiếc xe. Rất đẹp. Kể cả đèn sau này, pha đèn sau, tất cả các nhựa pha đèn sau còn rất là trong, cam lùi. Phải nói là một chiếc xe Vios số sàn rất là cứng, rất cứng xe. Kính bên lái lên xuống tự động. Gương chỉnh điện, cột điện này. À đây. À, chiếc xe này thì chủ xe cũng vừa mới thay dầu. Vừa mới thay dầu được một thời gian rất ngắn. Và lần thay dầu kế tiếp là 65.000 cây. Tức là đến 6 vạn rưỡi là mình thay lại một lần nữa. Đó, full lịch sử hãng luôn. Chiếc xe này rất đẹp. Đó, chủ xe vừa mới thay dầu xong. Đang là 6 vạn km.
Đây, cho anh chị xem hệ thống máy của một chiếc xe đi 6 vạn cây số đời 2017 số sàn. Đó, nó là như thế này. Quá đẹp. Không có gì phải chê cả. Đó, tất cả các chốt còn nguyên. Rồi, em nhắc lại một lần nữa thông tin của chiếc xe này. Đây là chiếc Toyota Vios bản 1.5e số sàn, nó là phiên bản đủ. Chiếc xe này sản xuất năm 2017, tình trạng xe mới đi tròn 6 vạn cây. Hiện tại thì chiếc xe này đang được chào bán bên em với mức giá là 388 triệu có thương lượng một chút. Vẫn hỗ trợ trả góp lên tới 60% giá trị xe. Mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ vào hai số trên. Và nếu như lần đầu tiên xem video này thì quý anh chị đừng quên nhấn ô đăng ký màu đỏ và nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để những lần em đăng video lần sau nó sẽ thông báo vào cho quý anh chị được xem.